Xin chào các bạn đang theo dõi truyện Tôi Về Với Cậu do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện. Chương cuối. Thanh vẫn không biết mẹ suy tính chuyện gì, cậu vẫn chăm chỉ tìm việc làm. Cái cảnh chạy đi chạy lại được nửa năm thì ông Năm cũng ra đi. Ngày chôn ông Năm, Hoàng ngồi khóc ngon lành, từ nay cậu không còn người thân nào nữa. Ông Hai đôi mắt rưng rưng, cuối cùng thì cũng tới ngày phải tiễn người ra đi, nhưng ông ở lại thật khổ. Lần lượt nếm nỗi đau tiễn từng người mình yêu quý ra đi. Giờ phút này đây ông không mong tiễn thêm một người nào nữa, mà hy vọng người kế tiếp là ông. Mà không, là ông sao được, hai đứa cháu nội thì còn quá trẻ, chúng nó có nhau bầu bạn. Còn ông, người trong tim đã ra đi, ông làm sao còn sức mà sống tiếp. Đám ma ông Năm, mẹ Thanh cũng về. Bà thấy chạnh lòng khi nhìn người cha chồng của mình cô đơn đứng bên mộ. Dáng ông cô đơn gầy guộc, bà bỗng có cảm giác không bao lâu nữa ông cũng sẽ đi. Thở dài, bà đi tìm Thanh. Cậu đang cùng Hoàng dọn dẹp bàn thờ để cúng cơm chiều cho ông Năm. Thanh, Hoàng, mẹ có chuyện cần nói với hai đứa. Bà ngồi xuống chiếc giường tre gọi hai thằng con trai lại. Thanh ngừng tay nhìn mẹ, cậu lo lắng. Mẹ có chuyện gì mà muốn nói với cậu lẫn Hoàng? Mẹ chờ chút, để Hoàng thắp nhang xong đã. Ừ, mẹ không có hối. Bà lặng lặng nhìn hương khói bay lên. Không hiểu chuyện gì xảy ra thì thôi, chứ biết rồi thì... Nói sao thì bà cũng có chút thông cảm. Cứ một người ra đi, bỏ lại một nửa của mình, bỏ lại người thân thích. Đau đớn lắm, cô đơn lắm. Hình ảnh người cha chồng đứng bên nấm mộ mới trong ánh chiều tà làm lòng người ta cứ đau. Mẹ muốn nói chuyện gì? Thanh cẩn thận hỏi. Chào bác. Hoàng chỉ đơn giản hơn một tiếng. Cậu cũng không lo gì nhiều như Thanh. Mẹ Thanh nhìn thằng con rồi nhìn Hoàng, người chẳng biết nên thương hay nên ghét. Mấy hôm trước Thanh có nói với bác nó sẽ về đây sống với con. Con thấy sao? Hay con lên thành phố sống với nó? Thanh thấy điều muốn nhảy dựng. Mẹ cậu sao lại nói trực tiếp như vậy? Mẹ cũng không hỏi trước hai đứa thương nhau như thế nào, có dự định tương lai thế nào. Mẹ cũng chưa từng nói chuyện với Hoàng. Vậy mà bây giờ đặt thẳng vấn đề thật là làm cho cậu không đoán được ý của mẹ muốn gì. Con không nỡ đi. Mồ mả ông bà, ông nội không có ai trong. Ngược lại với Thanh, Hoàng không có cân nhắc chuyện gì, trực tiếp trả lời những gì trong lòng mình đang lo lắng mà không hề thắc mắc. Thanh chưa biết phải tính thế nào khi nghe Hoàng trả lời thì mẹ cậu lại tiếp. Con có thích bác không? Nếu bác về sống với hai đứa con. Thích, bác là mẹ của Thanh mà, làm sao con không thích? Hoàng mở lớn mắt trả lời, không chút áy náy, nói thật những gì mà cậu đang suy nghĩ. Cậu thật sự rất vui nếu mẹ Thanh về đây sống. À, là do bác là mẹ của Thanh. Bà buồn cười, thằng nhỏ đúng là không biết nói khéo, nghĩ sao nói vậy. Mẹ! Thanh lúc này mới theo kịp câu chuyện. Mẹ chịu về đây sống với tụi con hả? Mẹ không ghét Hoàng hả? Ghét tôi? Bác không thích tôi. Hoàng lần đầu tiên nghe nói mẹ Thanh không thích mình, đâm ra bối rối lẫn buồn bã. Không phải, ý tôi không phải nói vậy. Thanh vội vàng thanh minh. Nhưng cậu vừa mới nói vậy mà. Hoàng thắc mắc khi chắc chắn là mình nghe rõ ràng bác không thích mình. Bác không có ghét con. Mắt công thằng con thanh minh tới thanh minh lui, một lời bà nói thì hiệu quả hơn nhiều. Thật sao? Con rất thích bác. Bác về đây sống với con sẽ nuôi bác. Hoàng hùng hổ khẳng định. Cậu được mẹ Thanh khẳng định không có ghét cậu vui ngay. Ừ, thì quyết định như vậy. Cúng từng ông nội con xong, mẹ sẽ về đây sống với hai đứa bay. Quyết định nhanh như vậy, Thanh cũng chỉ có cách á khẩu với mẹ của mình. Thời gian qua mẹ đã suy nghĩ những gì. Lần trước còn nói muốn sống với con dâu. Cả nửa năm qua một câu hỏi tới Hoàng cũng không có hỏi. Bây giờ đùng một cái đồng ý. Cậu giống như từ trên trời rớt xuống. Công cậu bao lâu nay nghĩ nát óc, muốn chờ cơ hội tìm cách thuyết phục mẹ, coi như đổ sông đổ biển hết trơn. Vậy Hoàng nuôi bác nha, bác sẽ qua nói chuyện với ông nội Thanh Tiến. Dạ. Hoàng dạ một tiếng, một lời không thay đổi, không đắn đo. Mẹ, thật hả mẹ? Thanh có vẻ còn chưa tin, quá nhiều chuyện của người lớn xảy ra trong nhà, làm cậu không dám tin mẹ cậu cứ như vậy dễ dàng chấp nhận cậu và Hoàng. Bộ con muốn không thật hả? Bà nhìn Thanh tỏ thái độ, giống như muốn suy nghĩ lại. Không, không phải, con muốn khẳng định một lần cuối thôi mà, mẹ đi qua gặp ông nội đi. Thanh vội vàng hối mẹ đi, cậu sợ không khéo cậu nói bậy nói bạ một hồi, mẹ lại làm khó làm dễ. Thanh lắc đầu quầy quậy, phải là thật chứ, chẳng qua là bất ngờ quá làm cậu quýnh quán không tin nổi. Cuối cùng cậu cũng có thể sớm tối ở bên Hoàng rồi. Vậy là cậu về đây với tôi rồi. Mắt Hoàng đỏ, miệng thì cười. Vậy là tôi không cần bỏ lại ông nội, cậu cũng không phải xa tôi. Ừ, tôi về với cậu, cậu nuôi tôi. Thanh cũng mắt muốn đỏ, miệng cười. Được, không sao, không sao, tôi dư sức nuôi hai người, tôi sẽ nuôi luôn ông hai. Cậu hay quá hen, xung phong nuôi hết, vậy ai nuôi cậu? Vậy cậu nuôi tôi. Hoàng cười hì hì. Ừ, vậy cũng được, tụi mình nuôi nhau. Thanh ôm Hoàng, lặp đi lặp lại trong lòng. Ừ, tụi mình nuôi nhau. Ừ, tụi mình cùng nuôi nhau, tới khi già giống như hai ông nội, chúng ta sẽ giống hai ông nội, khi nào 100 tuổi già thì cùng nằm cạnh nhau, vĩnh viễn. Ừ. Hoàng nhìn Thanh ấm áp, cậu mất người thân duy nhất, nhưng cậu còn Thanh, cậu sẽ không cô đơn, Thanh lại sắp về đây cùng cậu. Cảm giác hạnh phúc ngập tràn, ông nội à, con sẽ sống hạnh phúc, khỏe mạnh, ông nội không cần phải lo cho con nữa. Ba ơi, vô nhà đi kẻo gió lớn. Mẹ Thanh nói với ông hai vẫn còn đang đứng nhìn những ngôi mộ nhấp nhô trong gió chiều. Ừ, ba quen rồi, gió này không sao đâu, con chừng nào về thành phố? Dạ, con định 2 ngày nữa con mới về, thằng Thanh bảo con về đây sống cùng nó, lúc nãy thằng Hoàng cũng bảo nó sẽ nuôi con. À, vậy con tính mừng sao? Ông hai không giấu được nét vui trên mặt, dường như ông vừa nghe thấy âm hưởng của một kết thúc đẹp đẽ. Con đã bán được nhà, nay mai họ chồng tiền xong con cũng không còn chỗ ở. Đó là nhà ba má con để lại, con nỡ bán sao? Nhà không còn ai ở thì cũng lạnh lắm ba à. Vả lại thằng Thanh làm cho con với ba nó cũng chẳng còn gì ngoài cái nhà. Không bán lấy chút tiền con cũng chưa biết phải sống tiếp thế nào. Thằng Thanh lại chẳng kiếm được việc gì cho ra hồn, cứ chạy tới chạy lui không ổn định được, ai mà thuê nó. Nó cũng không muốn đâu, tuổi trẻ thường nhiều nông nổi sai lầm. Ông hai vẫn dõi mắt ra ngoài hàng cây xa xa. Dạ, con cũng biết. Ba à, thằng Thanh nó muốn mở dừa gạo ở dưới này, thu mua rồi bán lại. Cái thằng coi vậy mà cũng biết làm ăn. Dạ, nó không có vốn, con định bán nhà giúp cho tụi nó. Dù sao thì nhà cũng sẽ là của thằng Thanh, nó làm ăn được nay mai mua lại mấy hồi. Con đã bỏ qua cho tụi nó, chấp nhận thằng Hoàng rồi. Ông hai quay lại nheo nheo đôi mắt nhìn đứa con dâu. Ông không nghĩ con dâu vừa chấp nhận lại vừa còn giúp đỡ, thật quá sức mong đợi của ông. Con đã nghĩ nhiều lắm rồi ba à. Chuyện của con với ba tụi nhỏ cũng không nên oán trách tụi nó. Vả lại thằng Thanh lại thích con trai, không thằng Hoàng thì cũng là một thằng nào đó khác. Ép nó lấy vợ thì đúng là trực tiếp tạo ra một người phụ nữ nữa giống con. Cảm ơn con. Ba đừng buồn nữa, bác Năm cũng phải tâm tuổi già. Ba biết, ba không sao. Mẹ Thanh ngoài chuyện thông báo quyết định của mình, nói vài câu an ủi cho người cha chồng bớt buồn thì cũng không biết làm gì hơn. Bà cũng chỉ có thể ngày ngày nhìn ông cứ lặng lẽ hướng về ánh chiều tà mà lo lắng. Thanh và mẹ 1 tháng sau cũng đã chính thức về sống cùng ông hai và Hoàng. Nhà cửa tuy không thích hợp nhưng cũng tạm, không phải sửa sang gì nhiều. Đang trong kỳ tang của ông Năm, ông hai cũng không muốn động đậy nhà cửa. Thanh lên thành phố tìm một miếng đất có thể thuận tiện buôn bán, đủ rộng rãi để làm kho chứa. Cậu cũng lân la đi làm công cho các vựa gạo khác để quan sát. Ông hai còn giới thiệu cháu ông cho một người bạn già cũng buôn bán lúa gạo, nhờ hướng dẫn cậu. Hoàng dẫn mỗi ngày ra đồng rồi về nhà lo heo gà. Tuy là Thanh bảo mai mốt đem ruộng cho người ta thuê, còn kêu cậu ra giúp Thanh trông coi lúa gạo, nhưng mà cậu cũng chăm chỉ chăm sóc ruộng vườn không có bỏ phế, khi nào cho thuê thì hãy hay. Được người ta đi trước hướng dẫn, Thanh cũng nhanh chóng gia nhập vào hàng ngũ buôn bán gạo. Năm đầu tiên cậu lóc chóc theo người ta học, năm thứ hai cậu chính thức đứng làm ông chủ, năm thứ ba xe tải của các tỉnh đã biết dựa gạo của cậu tới lui tấp nập. Mẹ Thanh đập cuốn sổ trước mặt Thanh. Này, con gọi cái thằng này đi kêu thanh toán 3 xe hàng trước đi. Hôm nay lấy lô hàng mới rồi mà tiền cũ chưa chịu trả. Mẹ đòi đi, cứ kêu con đòi. Hoàng mà thấy con nói chuyện với hắn là mặt mày quẹo đeo. Biết làm sao, khách hàng sợp mà, hắn lại vừa mắt con, cứ khoái chờ con lên tiếng đòi mới trả. Thằng này không phải khách hàng lớn của mẹ, mẹ cũng không thèm làm ăn với nó. Ôi trời ơi, cái thứ gì kỳ cục. Thanh dò đầu cằn nhằn. Gán đi, làm ăn mà, gọi một tiếng là nó mang tiền trả. Con coi tranh thủ thằng Hoàng không có đây thì gọi nhanh đi. Mẹ Thanh vỗ vai cậu hói. Gọi cho ai mà phải tranh thủ, con không có ở đây, lại gọi cho thằng cha mập đó nữa phải không? Giọng Hoàng không vui từ phía sau làm cho Thanh giật mình. Đúng là chưa làm chuyện xấu mà đã bị bắt tại trận. Không phải, chỉ gọi đòi nợ thôi, không có chuyện gì khác đâu, đòi nợ thôi mà. Thanh chỉ có nước giải thích rồi lại giải thích. Đã nói là đừng bán cho thằng cha mập đó nữa mà, cậu cứ bán, thằng chả thấy cậu là sáp vô xác rạc, tôi ghét thằng chả lắm. Không có, đâu có xác rạc gì đâu, lần trước là sự cố ngoài ý muốn mà. Thành đau cả đầu với chuyện cậu bị khách hàng tập kích bất ngờ mà lại còn bị Hoàng nhìn thấy nữa chứ. Mà thật ra người tập kích cậu cũng không mập mạp già nua gì lắm đâu, hắn cũng còn trẻ nhưng nhậu nhẹt quá làm cho bụng phệ thì mắt hiếp. Bị cái là hắn làm cho ai cũng ghét nên vô miệng của Hoàng với mẹ, thành ra là thằng cha già mập thấy ghét. Thanh cũng không muốn làm ăn với hắn, kẹt nói dựa gạo của cậu còn mới, khách hàng lớn nhưng hắn không nhiều. Vì vậy cậu mới gán giữ mối làm ăn này đó thôi chứ. Mỗi khi mà hắn xuất hiện thì cậu đau cả đầu. Mẹ gọi đòi nợ cha mập đó đi, con không gọi đâu. Thanh vội vàng đẩy cho mẹ. Được, lát mẹ gọi. Mẹ Thanh thấy thằng con bị bắt tại trận thì im lặng cho nó tự xử, nhưng bây giờ nó quăng cái trách nhiệm qua thì đành phải bắt, không khéo thằng con kia của bà giận nữa thì khổ. Mẹ về chưa, con xong việc rồi. Hoàng hỏi. Không, tụi con về trước đi, một lát mẹ có hẹn với chú Minh đi ăn cơm rồi, không cần chờ mẹ. À, thì ra hôm nay chú Minh xuống, hèn chi hôm nay mẹ diện đồ đẹp. Thanh cười gian trá. Kệ mẹ, nói nữa thì con tự đi đòi nợ đó nha. Mẹ Thanh lườm thằng con, nó tối ngày tranh thủ chọc ghẹo bà. Không có, vậy mẹ ở lại, tụi con về trước nha, con đói bụng lắm rồi. Thanh đứng lên thu dọn đồ đạc, Hoàng cũng phụ một tay một chân rồi chạy mất. Hai cái thằng. Mẹ Thanh mấy tháng trước có quen người đàn ông tên Minh, người này cũng là khách hàng của dựa gạo. Ông này hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng không hề nhu nhược chút nào. Ông có đội xe ngược xuôi các tỉnh miền Tây. Từ ngày ông nhìn thấy bà rồi cười một nụ cười nhiều ý nghĩa. Ông giới thiệu không ít khách hàng tới dựa gạo. Rồi một lần mời đi ăn, hai lần mời đi ăn cuối cùng tình hình như hiện nay. Cứ cuối tuần ông lại xuất hiện hẹn hò với bà. Người dịu dàng biết chăm sóc, cuối đời bà tìm được người như vậy thì cũng thật là may mắn, hài lòng rồi. Thanh với Hoàng đều nhau về tới nhà thì trời cũng đã nhập nhoạng tối, trong nhà chỉ có ngọn đèn le lét trên bàn thờ. Thanh đâm hồi hộp. Ông nội đâu, sao giờ này chưa bật đèn? Hoàng cũng thắc mắc giống Thanh, vô nhà kiếm coi ông nội đâu. Thanh vội vàng chống xe chạy sọc vô nhà. Ông hai thường ở nhà một mình, ông rất khỏe, không có gì đáng lo. Thanh cũng để cho ông số điện thoại cần thì gọi nhanh cho cậu, nhưng rõ ràng từ sáng tới giờ cậu không bỏ lỡ một cuộc điện thoại nào cả. Hồi trưa ông nội ăn cơm còn rất khỏe mà. Trưa nào Hoàng cũng chạy về thăm ông hai lo cơm nước, cậu không thấy ông hai có vấn đề gì. Thanh với Hoàng chia nhau chạy vào hai nhà lớn tiếng gọi ông nội, bật đèn hết cả lên mới nhìn thấy ông hai ngủ thiêm thiếp trên giường. Thanh lay ông nội dậy, cậu thấy mặt ông nội có vẻ nhạt nhạt, hình như bị bệnh, nhưng hơi thở vẫn đều đặn làm cậu cũng đỡ lo. Ông nội, dậy ông nội, chiều lắm rồi. Kêu rất lâu ông hai mới mở mắt, lờ đờ nhìn hai thằng cháu bu bên giường. Ông nội hơi mệt, ngủ một chút. Ông nội có thấy khó chịu chỗ nào không? Hoàng sờ trán, sờ tay, sờ mình mẩy ông hai để khẳng định ông không sốt, không lạnh. Ông nội ngủ từ hồi nào tới giờ? Thanh hỏi thăm. Hồi trưa, ông ăn cơm xong một lát thì đi ngủ. Bây giờ cũng đã 6 giờ rồi, ông nội nếu thấy không khỏe thì cố ngồi dậy một lát, con nấu cháo cho ông nội ăn, ăn xong hãy ngủ nữa. Ừ, 2 tháng nữa là mãn tang ông nội thằng Tí phải không? Dạ, Thanh trả lời, nhưng mà có một dự cảm không lành, tự dưng ông nội nhắc chuyện này. Từ khi ông Năm mất, ông nội chưa từng tính ngày tính tháng, sao hôm nay... Dạ rồi, dự đoán của Thanh không sai, ông hai nằm xuống không dậy nổi nữa. Ông không bệnh nặng, cứ rề rề, đi bác sĩ thì cũng chỉ là bệnh già, không thể làm gì hơn ngoài uống thuốc bổ rồi nằm nghỉ. Nhưng rồi 2 tháng sau, đúng ngày mãn tang ông Năm, ông hai lại ra đi một cách nhẹ nhàng, đi trong giấc ngủ. Một ngôi mộ mới lại lập nên, ranh giới chia đôi hai nhà chính thức xóa bỏ, hai ngôi mộ nằm cạnh nhau không phân chia nhà bên này nhà bên kia. Hoàng cuốc những cuốc đất cuối cùng lắp đường mương ngăn ranh giới hai nhà. Giờ đây hai nhà đã trở thành một, mẹ Thanh và Thanh lần lượt thắp nhang cho những người đã khuất. Ông nội con ra đi trong mãn nguyện, tụi con cũng đừng buồn, ông nội cũng già rồi, ở lại trên cõi đời này cô đơn một mình thì buồn lắm. Giờ con mới biết ông nội tính từng ngày từng tháng để tới mãn tang ông Năm, vậy mà cứ tưởng ông nội không để ý tới ngày tới tháng chứ. Ba, giờ thì tất cả mọi người đều được hạnh phúc, con cũng có người trong lòng chưa kịp nói với ba, thôi thì ba ra đi phù hộ cho con, phù hộ cho tụi nhỏ bình an. Mẹ Thanh thắp nhang thành tâm khấn trước mộ cha chồng. Mọi người đều ở đây để chúng ta chăm sóc, chỉ có mộ ba mẹ tôi thì không. Hoàng than thở, cậu tuy không nhớ rõ ba mẹ nhưng cũng đủ để hiểu, để mong mỏi rằng họ có thể có màu yên mã đẹp để cậu phụng thờ. Hoàng này, tuy không có xác nhưng cậu hãy lập mộ, lập bàn thờ cho ba mẹ cậu đi. Nhưng không lẽ là mộ giả? Hai đứa vô nhà đi, mẹ có thứ này cho hai con. Mẹ Thanh nghe vậy bà liền nghĩ tới một thứ đã nhìn thấy ở thời gian trước lúc mà dọn nhà cửa. Mẹ Thanh đi trước, Thanh và Hoàng nhìn nhau rồi cũng vội vàng đi theo. Mẹ Thanh mang ra một cái hộp, chiếc hộp ban đầu vốn là để đựng bánh. Bà nhìn Hoàng rồi đưa hộp cho cậu. Hoàng cảm thấy khó hiểu lại nhìn Thanh. Thanh nhìn mẹ rồi nhìn cái hộp trên tay Hoàng. Mở cái nắp hộp ra vang một tiếng, rồi từ tung hộp bung ra một lớp vải màu hồng, một lớp vải màu trắng. Hoàng cầm từng cái lên, đó là 2 chiếc áo, chiếc áo dài hồng và chiếc áo sơ mi trắng. Hoàng nhìn 2 chiếc áo rồi nhìn mẹ Thanh. Là áo cưới của ba mẹ con đó, có lần mẹ dọn dẹp tủ thờ thấy cái hộp thì cũng thắc mắc hỏi ông nội thằng Thanh. Ông nội nói đó là áo cưới của ba mẹ con, lúc đi làm ăn xa để lại nhà, sau khi ba mẹ con gặp tai nạn mất, ông nội định dùng nó lập mộ cho, nhưng mà ông Năm không có chịu, cuối cùng ông nội con cất giữ tới giờ. Nếu hai đứa muốn lập mộ thì mẹ nghĩ dùng nó thay cho người, để ba mẹ con có nơi để đi về, có bàn thờ cho ấm cúng linh hồn. Đồ này ba thằng Thanh muốn lắm nhưng mà không được. Bà cảm thán một câu bâng quơ rồi giao cái hộp cho hai thằng con trai. Thanh với Hoàng ngồi nhìn 2 chiếc áo còn mới tin, nhưng đã ẩm mùi mốc. Áo cưới, chiếc áo mang không biết bao nhiêu niềm vui lẫn nỗi buồn. Hoàng ngồi nhìn một lát rồi cậu gấp chiếc áo lại trả về chỗ cũ. Để tới tháng chạp đã, giải mã ông bà, có thể động mồ động mã, tôi sẽ lập mộ lập bàn thờ cho ba mẹ. Bây giờ thì cất trước đi, cậu thấy được không? Ừ, để cuối năm rồi làm luôn, mình làm lại cái bàn thờ lớn để thờ hai ông bà nội, hai ba với mẹ. Thanh khoác vai Hoàng ôm vào lòng mình. Ừ, được đó. Hoàng cũng thoải mái dựa vào Thanh, một chút âu yếm ngọt ngào. Đợi hết tang ông nội mình sẽ xây lại nhà, sẽ không còn là hai nhà nữa, chỉ còn lại một nhà thôi. Cậu thích không? Thích. Cuối năm đó, hai ngôi mộ mới mọc lên, Thanh và Hoàng để cho ba Hoàng nằm cạnh ba Thanh, để một chút cảm tình của hai người đã khuất trọn vẹn. Mẹ của Hoàng thì nằm cạnh cha cậu. Mẹ Thanh, bà lại một lần nữa tìm được hạnh phúc đích thực của mình, cùng lập gia đình mới, vui vầy tuổi già với ông Minh. Hai cậu lại có thêm một người cha dượng hiền hòa thân thiện, hướng dẫn giúp đỡ hai cậu không ít trong chuyện buôn bán. 3 năm sau khi mãn tang ông hai, Hoàng và Thanh như mong ước phá bỏ hai gian nhà cũ, ở giữa khoảng đất của hai nhà dựng lên một ngôi nhà ngói 3 gian rộng rãi thoáng mát sạch sẽ. Gốc mai già bên mương nằm trên đường ranh giới hai nhà, trước đây là nơi hẹn hò của hai người cha, nơi định ước của hai ông, giờ đã trở thành một khu vườn nhỏ. Bên gốc mai già thì lại đặt một bàn đá để hóng mát uống trà. Chiều khi làm xong mọi việc, Thanh và Hoàng lại ngồi bên bàn đá cùng hóng gió, cùng hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào cùng nhau. Những cây mai con ngày trước mà Hoàng trồng á, giờ thì cũng đã cao lớn, xòe tán tùm, mỗi độ xuân về, hoa nở vàng rực cả khu vườn. Bước vào cứ như lạc giữa rừng mai, niềm mong nhớ đã nở hoa hạnh phúc vậy. Ngày hôm nay, ngày cuối cùng làm việc trước khi nghỉ Tết, Thanh cùng Hoàng đang tranh thủ dọn dẹp để đóng cửa vừa gạo về nghỉ Tết. Ngoài dự đoán, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước vừa gạo. Hoàng nhìn thấy thì gọi Thanh. Thanh, giờ này ai còn tới kìa, sao lại đi xe hơi? Hoàng thắc mắc không sai, nếu là xe khách tới lấy hàng thường là đi xe tải. Xe hơi, họ không quen ai đi xe hơi hết, mẹ cũng không có xe hơi. Mỗi lần về cùng dượng cũng đi xe tải của dượng, chắc là có người muốn hỏi đường. Thanh cũng ngừng tay chao mà nhìn ra xe, cậu cố nghĩ coi cậu có quen ai có khả năng đi xe hơi không. Cũng có khả năng là mẹ với dượng mới mua xe lắm, muốn làm cho hai thằng con ngạc nhiên nên không nói trước. Xe dừng đã được 5 phút nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Hoàng im lặng chống cây chổi, đứng nhìn chờ đợi. Thanh thì tiến ra vài bước, cố nhìn vào cửa kiếng đen thui của xe hơi, xem có nhìn ra được người quen bên trong không. Nhưng cậu cũng chẳng thấy gì. Cuối cùng thì cửa xe cũng mở, anh tài xế bước ra, rồi đến bên cạnh, trịnh trọng mở cửa. Thanh nghĩ thầm trong bụng, chà, đại gia nào mà được tài xế phải xuống xe mở cửa xe nữa ta, cung kính như vậy. Cửa mở, một người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi đen, mắt kiếng đen, khuôn mặt đăm đăm khó chịu. Theo đánh giá của Thanh, bước xuống. Người này cậu không quen, Thanh chắc chắn. Người đàn ông bước ra hình như hướng nhìn Thanh một cái, rồi nhìn sang Hoàng, giờ đang cầm chổi đứng bên cạnh Thanh. Anh ta để mặc cho tài xế đóng cửa, còn mình tự đi vòng qua bên kia để cẩn thận mở cửa xe. Bên này mới chính thức là nhân vật lớn. Thanh nói với Hoàng đang ghé lên vai mình, tròn mắt nhìn một màn cầu kỳ trước mặt. Mở cửa xuống đại cái cho nhanh, người này chờ người kia mở cửa, phí thời gian. Hoàng cũng chẳng hiểu lắm cái tầm quan trọng của việc mở cửa và chờ người mở cửa này, nên chỉ ậm ừ cho qua. Không lâu người quan trọng đã bước ra, lần này Thanh không khỏi chau mày. Người này hình như cậu quen. Suy nghĩ, không thể nào, Đường Quân. Thanh vội bước tới, không để ý. Hoàng nhận thấy thái độ cậu trở nên kỳ lạ, cũng lo lắng đi sát ngoài sao. Chào cậu, lâu quá không gặp. Nhìn thấy Thanh, Đường Quân lên tiếng trước, bước lên vài bước định đưa tay bắt tay cậu, miệng thì te tét cười. Đường Quân, không ngờ là gặp cậu ở đây nha. Thanh vui quá nên quên bén một cái vấn đề vô cùng quan trọng. Hoàng dường như nhớ mang máng cái người này là ai, cậu trợn mắt tức giận. Nhìn hai người đang sáp lại gần nhau, họ lại cứ nói thứ tiếng mà cậu nghe chẳng hiểu cái chút gì, nên làm cậu càng tức giận hơn. Thanh định bắt tay, ôm vai hoặc có thể là một cái ôm chầm, chúc mừng gặp lại người bạn cũ cũng được. Nhưng cậu bắt gặp ngay đôi chân mày chao sắp dính lại với nhau của người đàn ông đứng phía sau Đường Quân. Cậu đâm sững lại, cậu chợt có linh tính người đàn ông mở cửa cho Đường Quân, không phải lính láp hay cấp dưới gì của Đường Quân, mà chính là người đàn ông của bạn cậu, người báo hại cậu tán gia bại sản. Thanh vội vã dừng lại, đưa tay ra phía trước cũng rụt lại. Nguy hiểm, cậu chỉ còn cái dựa gạo này mà thôi. Đường Quân cũng chợt dừng lại, rút tay về. Cậu không thấy cái cặp chân mày chao lại phía sau, mà lại nhìn thấy khuôn mặt không vui phía trước. Mắt trừng trừng nhìn cậu, không áp bức nguy hiểm như người đàn ông của cậu, nhưng mức độ lo lắng rầu rĩ cũng đủ cậu gục tay lại. Không nên, không nên. Cả hai cùng rụt tay lại, nhìn nhau hiểu ý, gật đầu chào nhau. Chúng tôi lợi dụng kỳ nghỉ cuối năm qua đây thăm các cậu. Đường Quân chỉ người đàn ông đứng phía sau mình nói, đây là Nhất Thiên, người yêu của mình. Thiên, đây là Thanh, anh biết rồi đó. Chào anh. Thanh không muốn lắm nhưng lịch sự đưa tay chào. Nhất Thiên cũng bắt tay chào cậu. Thanh lại kéo Hoàng tới, giới thiệu Nhất Thiên và Đường Quân. Hoàng, người yêu của mình. Cậu cũng nói với Hoàng cho Hoàng khỏi lo lắng. Cậu cũng thấy Hoàng đã nhận ra Đường Quân là ai. Hoàng, đây là Đường Quân, bạn học của tôi. Đây là Nhất Thiên, người yêu của Đường Quân. Hoàng lại chào Đường Quân và Nhất Thiên, mặt mày cũng vui vẻ hơn. Thanh cũng nhận thấy Nhất Thiên chân mày đã giãn ra, chào Hoàng rất thân thiện. Vào trong này ngồi đi, sẽ hơi nóng, ở đây không có máy lạnh đâu. Thanh mời Nhất Thiên và Đường Quân vào nhà, không thể đứng mãi ở ngoài cửa nói chuyện. Không sao. Đường Quân cười cùng Nhất Thiên vào trong. Khi anh ấy ngồi vào chỗ của mình, Thanh mới tò mò hỏi, sao cậu tìm được tôi hay vậy? Nhất Thiên thuê người tìm cậu, tìm 3 tháng nay mới ra chỗ này. Đây là nhà bạn cậu hả? Ừ, đây là quê cậu ấy. Sau chuyện xưởng mai đổ bể, tôi về đây làm nghiệp. Bây giờ chúng tôi sống cùng với nhau. Chúc mừng, chúc mừng. Thật ra thì tôi sang đây tìm cậu có chút chuyện. Nhất Thiên, anh nói đi. Đường Quân nhìn Nhất Thiên muốn anh nói chuyện. Tôi cảm thấy mình không có lỗi, nhưng chuyện tài sản của cậu, Đường Quân nói là do tôi hiểu lầm, tôi sẽ đền. Nhất Thiên nói, giọng trầm trầm nghiêm nghị, toàn thân tỏ ra khí thế ác người, làm Thanh cảm thấy anh ta quả nhiên không phải là một kẻ tầm thường. Mà tầm thường sao được, kẻ có thể khống chế cả mấy xí nghiệp của gia đình Đường Quân, bắt Đường Quân phải thỏa hiệp kia mà. Tôi không cần anh đền gì đâu, tuy hậu quả không nghiêm trọng đến nỗi không thể cứu vãn, nhưng đó cũng là lỗi của tôi và Đường Quân. Những thứ mất đi coi như là tôi hối lỗi, cũng không tiếc nói, bây giờ chúng tôi sống rất ổn định, không cần bày vẽ làm gì nữa. Thôi được, nếu cậu nói vậy thì thôi, tôi thì luôn áy náy làm cho cậu phá sản nên rất muốn bù lại, giờ cậu ổn tôi cũng an tâm, chúng ta vẫn là bạn bè như trước. Anh ấy của cậu có đồng ý không thế? Thanh liếc nhìn Nhất Thiên nhưng lại hỏi Đường Quân. Tôi có chút quá đáng với Đường Quân, nhưng mọi chuyện đã được Đường Quân bỏ qua, bạn của Đường Quân cũng là bạn của tôi. Nhất Thiên rành rọt trả lời không hề e ngại. Vậy là bây giờ cậu hạnh phúc lắm rồi ha? Thanh chọc ghẹo. Cũng như cậu thôi. Đường Quân cũng không tha. Tuy ngôn ngữ không thông, nhưng tôi cũng muốn làm bạn với Hoàng. Cậu nói giúp tôi đi. Đường Quân thân thiện nhìn Hoàng nãy giờ vẫn yên lặng ngồi một bên, chăm chú quan sát thái độ nói chuyện của mọi người. Nhìn thấy Đường Quân hình như muốn nói gì đó với cậu. Hoàng nhìn Thanh, chờ Thanh phiên dịch. Đường Quân muốn kết bạn với cậu, cậu bắt tay là đồng ý đó, chịu không? Được. Hoàng vui vẻ đồng ý, chìa tay cho Đường Quân. Đường Quân vui vẻ bắt tay cậu, miệng nói rất vui được làm bạn với cậu. Dĩ nhiên được Thanh phiên dịch lại. Đường Quân vừa rút tay về thì Nhất Thiên cũng chìa tay mình về hướng về phía Hoàng. Tôi cũng vậy. Hoàng sau một giây không kịp phản ứng cũng mỉm cười bắt tay kết bạn với anh ta. Nhất Thiên và Đường Quân sau một buổi tối nói chuyện với Thanh Hòa Hoàng cũng đã trở lại thành phố để đón chuyến bay quay về nhà để đón năm mới. Họ để lại địa chỉ để liên lạc với nhau. Hoàng và Thanh đóng cửa dựa gạo để về nhà chuẩn bị đón Tết, mừng một năm mới yên bình và hạnh phúc, và cùng nhiều năm nữa vẫn bình yên và hạnh phúc. Vậy là truyện Tôi Về Với Cậu đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi nha.